Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Su-57 đầu tiên của Nga tổn thất trong chiến tranh Ukraine. Ngày 9 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Ukraine tuyên bố lần đầu tấn công chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Nga. VOA dẫn cơ quan tình báo quốc phòng GUR của Kiev cho biết hôm 9 tháng 6 rằng lực lượng Ukraine lần đầu tiên đã tấn công một máy bay chiến đấu Sukhoi thế hệ mới nhất của Nga là Su-57 tại một căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Nga. Đồng thời, cơ quan này cũng đưa ra những bức ảnh vệ tinh để xác nhận cuộc tấn công. Trong một bài đăng trên Telegram, GUR không nêu rõ cách thức Su-57 bị tấn công hoặc bởi đơn vị nào của quân đội Ukraine. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cũng dẫn một blogger quân sự ủng hộ chiến tranh nổi tiếng của Nga, người tự gọi mình là Fighter Bomber và tập trung vào lĩnh vực hàng không, cho biết rằng tin tức về cuộc tấn công Su-57 là chính xác và nó đã bị máy bay không người lái oanh kích trúng. GUR cho biết chiếc máy bay đang đổ tại sân bay Artubinsk, nơi cách tiền tuyến ở Ukraine giữa Ukraine và lực lượng xâm lược Nga 589 km. Các bức ảnh cho thấy vào ngày 7 tháng 6, chiếc Su-57 vẫn nguyên vẹn, và vào ngày 8 tháng 6 có những miệng hố do vụ nổ và các điểm cháy đặc trưng do hư hại vì hỏa hoạn gần đó, GUR nói. Theo VOA, Ukraine đã phải chống chọi với cuộc xâm lược toàn diện của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Cả hai bên đều tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên sâu vào hàng trăm km lãnh thổ của đối phương bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ukraine đã tập trung chế tạo máy bay không người lái tầm xa để tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Blogger người Nga Fighter Bomber cho biết chiếc máy bay chiến đấu đã bị trúng mảnh đạn và thiệt hại hiện đang được đánh giá để xem liệu máy bay này có sửa chữa được hay không. Ông nói rằng nếu chiếc máy bay này được coi là không thể sửa chữa thì đó sẽ là tổn thất chiến đấu đầu tiên của Su-57. Bên cạnh đó, VOA dẫn phóng viên quân sự Alexander Kachenko của thông tấn xã nhà nước Nga đăng một thông điệp ẩn ý không trực tiếp thừa nhận cuộc tấn công, nhưng chỉ trích việc thiếu nhà chứa máy bay để bảo vệ máy bay quân sự. VOA cho biết, mặc dù được quảng cáo là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga để cạnh tranh với máy bay tương đương của Mỹ, Su-57 vẫn gặp khó khăn do sự chậm trễ trong quá trình phát triển và một vụ tai nạn vào năm 2019. Hình ảnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký kết thỏa thuận song phương về cam kết an ninh và hỗ trợ lâu dài. Theo nhà sản xuất, việc sản xuất hàng loạt máy bay này đã bắt đầu vào năm 2022. Nó là một máy bay chiến đấu có khả năng thực hiện nhiều vai trò khác nhau trên chiến trường. Trước đó, ngày 31 tháng 5, VOA cho hay, theo sau Mỹ, Berlin cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Đức để tấn công các mục tiêu ở Nga. VOA dẫn lời một tuyên bố của chính phủ Đức ngày 31 tháng 5 nói rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để chống lại các cuộc tấn công của Nga từ các vị trí ngay sát biên giới chung. Chúng tôi cùng tin rằng Ukraine có quyền, theo luật pháp quốc tế, để tự vệ trước những cuộc tấn công này, tuyên bố nói. Thông báo của Đức được đưa ra vài giờ sau khi tên lửa đạn đạo của Nga lao vào một khu chung cư ở Kharkiv và giết chết ít nhất 4 người trong một cuộc tấn công vào ban đêm. Vẫn theo VOA, một ngày trước đó, ngày 30 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho Kiev để tấn công bằng vũ khí của Mỹ vào các tài sản quân sự của Nga, với mục đích phản công ở khu vực Kharkiv để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ yêu cầu Ukraine không sử dụng tên lửa của Mỹ cung cấp hoặc tên lửa tầm xa do các loại đạn dược khác để tấn công vào bên trong nước Nga thì vẫn không thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Su-57 đầu tiên của Nga tổn thất trong chiến tranh Ukraine. Tô Lâm mua phần mềm gián điệp Predator để theo dõi những đồng chí của mình trong Trung ương Đảng. Ngày 8 tháng 6, Thời báo.d giới thiệu bài viết của nhà báo Mạnh Kim, nội dung chính như sau. Công an trị là một khái niệm rất chung, không lột tả được tất cả diễn biến đang xảy ra. Người dân sợ chính quyền là rõ rồi, nhưng những người trong cùng hệ thống cũng đang sợ nhau. Hình ảnh cựu Bộ trưởng Công an, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sợ hãi không chỉ là vấn đề tâm lý, mà không chỉ là vấn đề chính sách tự tạo ra sự sợ hãi. Nó được hiện thực hóa bằng công cụ.
Cách đây chưa đầy một năm, vào tháng 10 năm 2023, Tổ chức Ân xá Quốc tế và tờ Der Spiegel của Đức phối hợp với tập đoàn truyền thông Mediapart của Pháp cho biết, công an của một số quốc gia độc tài, trong đó có Việt Nam, đã mua phần mềm hack chuyên dụng có tên Predator của công ty phần mềm gián điệp Intelsa Alliance. Hợp đồng của Việt Nam với Intelsa Alliance trị giá 6 triệu USD, thời hạn là 2 năm. Với phần mềm Predator, một con thú săn mồi trên thế giới ảo, thiết bị di động của nạn nhân sẽ bị hack và bị kiểm soát tuyệt đối từ xa. Dĩ nhiên nạn nhân không hay biết gì. Predator cho phép những kẻ trong bóng tối biết nạn nhân đang nói chuyện với ai, gửi tin nhắn nào cho ai và thậm chí đang nghiên cứu điều gì. Đối tượng được nhắm đến của Predator là đủ thành phần từ giới báo chí đến thường dân. Cuộc điều tra rất chi tiết của Ân xá Quốc tế và tờ The Spiegel cho biết, nhân vật quan trọng nhất đứng sau Predator là Tan Delian, người từng phục vụ trong nhóm tối mật của quân đội Israel, đơn vị 81. Hè năm 2019, Tan Delian quảng bá Predator khi mời phóng viên Forbes đến Cyprus. Tại địa điểm giới thiệu sản phẩm, người ta thấy một chiếc xe tải đen với cửa sổ màu. Gần đó là một xe cứu thương được cải đổi thành xe nghe lén di động. Nó được trang bị máy chủ, server, nhiều màn hình và nhiều anten. Hình ảnh ông Tan Delian, người Israel, người làm ra phần mềm gián điệp Predator. Tan Delian chứng minh tính hiệu quả của thiết bị nghe lén bằng cách xâm nhập vào điện thoại di động Huawei của một người đứng cách đó vài trăm mét. Chủ nhân chiếc điện thoại thì không hề nhận thấy bất cứ điều gì bất thường và anh ta thậm chí không nhấp vào đường dẫn link nào, trong khi Predator thì đã lọt vào điện thoại của nạn nhân. Cách tiếp cận này gọi là không nhấp chuột, là kỹ thuật tinh vi bậc nhất trong số các công cụ gián điệp kỹ thuật số hiện nay. Tan Delian đặt tên công ty là Intelsa Alliance, một liên minh gồm các công ty chuyên nghiên cứu sản xuất công cụ gián điệp ở châu Âu, trong đó có công ty Nexa và Ames. Thông qua Ames, nhà cầm quyền Abdel Fattah el-Sisi, Ai Cập, đã mua Predator vào cuối năm 2020. Gần như cùng lúc đó, Ames đạt được một hợp đồng Predator khác, lần này là với Công an Việt Nam, trị giá 5,6 triệu euro, gần 6 triệu USD, hợp đồng trong 2 năm. Có một chi tiết đáng chú ý, Ân xá Quốc tế cho biết một tài khoản X trước đây là Twitter, có tên là Joseph Gordon 16, đã chia sẻ nhiều liên kết tấn công được xác định là nhằm lây nhiễm bằng phần mềm gián điệp Predator, một trong những mục tiêu ban đầu là nhà báo Lê Trung Khoa của tờ Thời báo chấm D ở Berlin. Cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thể là một nạn nhân của Predator. Cuộc điều tra của Ân xá Quốc tế cho thấy thêm, Joseph Gordon 16 có liên kết chặt chẽ với Việt Nam và có thể đã hoạt động thay mặt cho chính quyền hoặc các nhóm lợi ích của Việt Nam. Với phần mềm gián điệp Predator, có thể Công an Việt Nam không chỉ theo dõi người dân, họ dùng để theo dõi nhau. Điều này cho thấy khái niệm sợ hãi dưới góc độ chính trị ở Việt Nam là một khái niệm rất rộng. Trong đó, người dân sợ chính quyền sợ người dân, người của hệ thống chính quyền sợ lẫn nhau. Chẳng ai biết mình bị đâm sau lưng vào lúc nào. Một cách chính xác, thế lực thù địch Việt Nam không chỉ là ngoại bang, thế lực thù địch của họ là chính họ. Vì họ hiểu rằng chỉ có họ mới có thể lật đổ nhau. Kết quả của đảng trị đã rõ từ nhiều năm qua, nhắc lại bằng thừa. Trên thế giới, người ta chỉ đề cập đến hưng thịnh quốc gia dựa trên kỷ trị. Không có bằng chứng lịch sử nào cho thấy công an trị có thể đưa đất nước đến với con đường phát triển thật sự. Thậm chí, kết quả có khi hoàn toàn không thể ngờ như kết cục của chế độ Gaddafi. Một trong những khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm gián điệp Eagle có thể được xem là tiền thân của Predator. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Tô Lâm mua phần mềm gián điệp Predator để theo dõi những đồng chí của mình trong Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.